Trân Ly xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ai mà đang có hồ sơ bảo lãnh thân nhân của mình đã được approve và bắt đầu làm những bước cuối cùng cho cái hồ sơ là tại National Visa Center, thì khi chúng ta đã có cái case number và invoice ID rồi đó, thì bắt đầu chúng ta phải tiến hành làm 6 bước với NVC để mà chúng ta có thể hoàn tất cái hồ sơ xin visa định cư và có thể phỏng vấn với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Thì trong một trong những cái bước trong 6 bước làm với NVC thì chúng ta có một cái bước là làm hồ sơ bảo trợ tài chính, và một cái đơn quan trọng trong cái hồ sơ bảo trợ tài chính đó là cái mẫu đơn I-864. Là cái mẫu đơn đó là cái mẫu đơn cái người bảo lãnh hoặc là người đứng bảo trợ tài chính phải điền để mà nộp upload lên cho NVC để mà xin bảo trợ tài chính cho cái người đang được bảo lãnh là thân nhân của mình đang bên nước Việt Nam. Thì ngày hôm nay trong video clip này, Johnny sẽ hướng dẫn cho quý ông bà, cô chú bác và anh chị em cái cách khai cái mẫu đơn I-864 đó sẽ như thế nào. Và bên cạnh đó, Johnny cũng sẽ hướng dẫn luôn quý cô chú bác, ông bà và anh chị em khai cái mẫu đơn I-864A dành cho những người là household member, có nghĩa là những cái người mà đứng chung cái hồ sơ thuế của chúng ta và chúng ta xài income của họ cộng chung với income của chúng ta để mà bảo trợ tài chính cho cái người bên Việt Nam, thì chúng ta cần khai cái mẫu đơn I-864A cho họ và I-864 cho bản thân mình. Thì trước tiên thì chúng ta hãy hoàn tất cái mẫu đơn I-864 cho mình trước nhé. Đầu tiên thì cái mẫu đơn I-864 đó mình sẽ lấy ở đâu? Rất là dễ, quý ông bà và anh chị em cứ vào trong website của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ tại uscis.gov. Khi chúng ta vào được website của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ rồi, chúng ta hãy vào trong cái ô Search Our Site, chúng ta hãy bấm I-864. Khi mà chúng ta search được cái I-864 rồi, thì chúng ta hãy bấm vào I-864 Download. Đây, khi vào cái mục I-864 thì mình có cái chỗ mà form I-864, bấm vào đây thì chúng ta sẽ download về, cho nên sẽ download đại về một cái chỗ nào đó trong máy tính của mình nha. Rồi sau khi mà download I-864 xong rồi thì chúng ta hãy download luôn I-864A nha. I-864A vào đây để mình download xuống nha, I-864A. Rồi sau khi chúng ta download I-864 và I-864A rồi á, thì bắt đầu chúng ta hãy cùng điền mẫu đơn I-864 nha. Ok, thưa quý vị, trong cái mẫu đơn I-864 này thì chúng ta có rất là nhiều phần. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi từ trên xuống dưới để xem coi ở trong đây nó có cái gì nha quý ông bà và anh chị em nha. Ok, trong cái phần đầu tiên gọi là cái part 1 thì họ sẽ có cái chỗ ghi ra ai dấu phẩy mình, cái người bảo lãnh hoặc cái người bảo trợ tài chính, thì mình điền vào đây. Ví dụ mình là Nguyễn Văn Hùng thì mình ghi vào đây là Hùng Văn Nguyễn, ví dụ vậy. Và nếu mình là người bảo lãnh thì nó có cái chỗ 1A này nè, nó có I am the petitioner, thì mình check vào đây I am the petitioner, thì mình check vào đây là ý họ nói rằng tôi là người bảo lãnh và tôi đã điền cái đơn hoặc là đang điền đơn bảo lãnh cho thân nhân của tôi ha, thì mình check vào đây. Nhưng nếu như quý vị không phải là người bảo lãnh, quý vị chỉ là cái người bảo trợ tài chính thôi, có nghĩa là người joint sponsor, thì mình có thể click vào I am the only joint sponsor, có nghĩa là ngoài người bảo lãnh ra là người petitioner, quý vị là cái người đứng chung với người bảo lãnh để mà điền cái đơn bảo trợ tài chính này. Và quý vị không có thân thuộc, quý vị chỉ là bạn bè thôi, chứ quý vị không phải là người trong gia đình, là cha, là mẹ, là anh chị em, không phải là một người bạn bè bình thường nhưng mà không có cùng huyết thống, thì mình gọi là joint sponsor nha. Đối với những hồ sơ nào chỉ có một người bảo lãnh và một người joint sponsor thì mình hãy click vào joint sponsor nếu như mình không phải là người bảo lãnh. Nhưng
một cái bộ hồ sơ bảo trợ tài chính thì NVC cho phép được một người bảo lãnh chính và hai người đồng bảo trợ. Thì nếu như quý vị là người đồng bảo trợ thứ nhất, có nghĩa là mình quý vị tránh vào I am the first choice sponsor, ok? Hay là nếu quý vị là người đồng bảo trợ thứ hai, là một cái người nào đó khác nữa đứng bảo trợ chung luôn, thì mình bấm là second nha. Nhưng mà trong cái trường hợp này, cho nên hướng dẫn cơ bản thôi là chính quý vị là người bảo trợ tài chính và chính quý vị là người bảo lãnh luôn, thì mình click vào I am the petitioner nha. Rồi kéo xuống đây, tất cả mấy cái chỗ ô này mình để trống, mình không có điền cái gì hết. Kéo xuống đây tới cái phần số 2, part 2, the information about the principal immigrant, có nghĩa là thông tin của cái người nhập cư, là cái người đương đơn chính ở bên Việt Nam ha. Thì ví dụ cái người ở bên Việt Nam họ tên là Nguyễn Thị B, ví dụ vậy. Nguyễn thì họ là họ Nguyễn nha. Given name là cái tên thì họ là B, ví dụ vậy ha. Thì cái middle name là Thị, là Nguyễn Thị B nha. Cái địa chỉ ở đây là cái địa chỉ mailing address của cái người Nguyễn Thị B này ở bên Việt Nam. Thì mình có thể ghi in care of name, là cái người tên nào đi nhận cái thư này, thì Nguyễn là Nguyễn Thị B, thì B Thị Nguyễn nha. Địa chỉ là địa chỉ ở bên Việt Nam, ví dụ số 1234 đường Cộng Hòa, ví dụ vậy. Đó, đường Cộng Hòa, Hồ Chí Minh City ha. Đây là Hồ Chí Minh. Ở đây là Việt Nam. Đó, mình điền như vậy. Cái tiếp theo nữa, order information, thì đây họ sẽ hỏi là country of citizen or nationality, là cái quốc gia nào đang giữ quốc tịch, thì mình ghi là Việt Nam nha. Ngày tháng năm sinh của cái người Nguyễn Thị B này, là cái người được bảo lãnh, là người đương đơn chính đó, bà Nguyễn Thị B, ví dụ sinh ngày ngày 20 tháng 7 hold on nha, 07/20, chúng ta phải ghi tháng trước ngày sau nha, năm 1973, ví dụ như vậy nha. The alien registration number thì không có, là tại vì chưa có qua đây cho nên là không có cái số A number, thì mình bỏ trống. Cái phone number ở bên Việt Nam thì mình có thể gõ đại vô 0909786463 gì đó, bla 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 bla, mình có thể điền đại vô đó nha. Rồi ở dưới đây phần số 3 họ hỏi là information about the immigrants you are sponsoring, có nghĩa là cái thông tin về cái người nhập cư mà bạn đang bảo trợ. Thì bây giờ là bạn bảo trợ cho ai? Ở một số 1 họ nói rằng tôi đang bảo trợ cho cái người nhập cư được ghi tên ở part 2. Ở part 2 là cái bà Nguyễn Thị B này. Đó, thì tôi bảo trợ cho cái bà ở part 2 là đúng, mình đang bảo trợ cho bà, thì mình ghi yes nha. Ở một số 2 họ nói cái gì đây? Tôi đang bảo trợ cho cái family members, là những thành viên trong gia đình sẽ đi định cư cùng lúc hoặc là trong vòng 6 tháng của cái người đồng ở cái người đương đơn chính được ghi tên ở trong part 2. Là ví dụ cái bà Nguyễn Thị B này nè, bà có gia đình, đã có một người chồng và bà có một đứa con, ví dụ vậy, thì mình bảo trợ luôn cho bà và chồng con của bà, thì mình click thêm cái này nữa là mình click lên 2 ô nha. Rồi nếu mà bà độc thân có mình bà thôi thì mình không cần phải click ở ô số 2. Và những cái family member ở dưới đây mình sẽ để trống, mình không ghi gì hết. Nhưng nếu như trường hợp giả dụ như bà có con ha, thì mình click vào ô số 2, mình để tên con bả vô đây. Ví dụ con bả là Nguyễn Văn Tý, là Nguyễn nè, Tý nè, Văn, ví dụ vậy. Relationship là child nha. Ngày tháng năm sinh, ví dụ là ngày 12 tháng 6 năm 1998, ví dụ vậy, là con của bả. A number hoặc là USS number thì không có, thì mình để trống. Ví dụ nếu bà có chồng thì ghi tên chồng bà ở family member số 2, cũng relationship luôn. Tên chồng sau đó relationship là spouse, ví dụ vậy. Rồi điền vô ngày tháng năm sinh là xong. Thì bây giờ trong trường hợp này Johnny nói là cái bà này bà có một người con đi ha, thì có nghĩa là hai người. Bà này là một người và người con là hai người, là hết rồi. Thì bây giờ những cái family member khác mình để trống, mình không có cần phải ghi nha.
trong cái mục ở dưới đây, trang kế tiếp, ở trang số 3 thì có cái part 3, cái phần số 3 tiếp tục thì continue nè. Thì ở cái mục số 29 họ kêu là hãy điền tổng cộng cái số của những cái người nhập cư mà bạn đang bảo trợ tài chính, và bao gồm cả cái người đương đơn chính được ghi tên ở part 2, và tất cả những cái người nào được ghi ở part 3, ở phần 3, và từ số 1 cho đến số 28. Thì đây phần 3. Ở phần 2 thì tên bà Nguyễn Thị B rồi, phần 3 là từ số 1 cho tới số 28 là tuốt ở dưới đây lần. Thì cái thằng Nguyễn Văn Tý này đó, nó nằm ở trong cái khoảng đó. Thì hồi nãy cho nói rồi, bà Nguyễn Thị B và thằng Nguyễn Văn Tý là hai người, thì mình điền số 2 ở đây. Thấy không? Đó, điền số 2 ở đây. Tiếp tục sang tới phần số 4. Phần số 4 là cái phần thông tin về bạn là người bảo lãnh và cái người bảo trợ tài chính cho cái bà Nguyễn Thị B này luôn. Thì bây giờ ví dụ tên của bạn là Nguyễn Văn Hùng ha. Ví dụ đi Nguyễn Văn Hùng. Nguyễn Hùng ha. Văn. Đó, ví dụ vậy. Thì cái địa chỉ của bạn nha. Sponsor mailing address là cái địa chỉ mà để cho họ có thể gửi thư được cho mình, là cho bạn đó, là người đang bảo trợ tài chính đó. Thì là Hùng Văn Nguyễn nha. Địa chỉ ví dụ đường số 2006 đường Center, ví dụ vậy, thành phố San Jose nè, tiểu bang California. Zip code 95111. Ví dụ vậy đi, thì cái địa chỉ đây mình đây. Câu hỏi số 3 là nếu mà cái địa chỉ gửi thư mailing address nó có cùng với địa chỉ mình đang cư trú không? Thì đúng là vậy thì mình say yes nha. Nếu mà không phải á, thì mình đánh no. Và bên đây thì mình gõ cái địa chỉ mà mình đang cư trú sinh sống ở đây. Còn nếu là phải rồi thì mình bấm yes. Vậy thôi nha. Rồi tiếp tục order information. Ở một số 5 họ hỏi là cái đất nước mà đang cư trú là gì? Thì ghi là nước Mỹ. Ví dụ có thể ghi USA. Hoặc nếu quý vị biết tiếng Anh nhiều chút thì mình khua môi muốn mỏ chút xíu đi. The United States of America. Ví dụ vậy. Đó. Rồi ngày tháng năm sinh. Ví dụ bạn sinh ngày không tháng 4 ngày 18 năm 1981. Ví dụ vậy. Thì mình đi vào đây. Nơi sinh của mình là ở đâu ha? Nơi sinh là Sài Gòn, Hồ Chí Minh City. Rồi đất quốc gia là Việt Nam nha. Số Social Security ví dụ 1, 2, 3. Rồi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ví dụ vậy. Đó, số social, tức chắc chắn là bạn phải ghi số social vào đây. Require nha. Ví dụ bạn là người mang thẻ xanh thì click vào mang thẻ xanh. Còn nếu quý vị là quốc tịch thì quý vị click vào quốc tịch. Cho dù là thẻ xanh hay là quốc tịch, quý vị đều phải nếu mà biết nhớ số A thì điền số A vào đây. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó là cái số A của quý vị nha. Phần số 14 họ hỏi là có đang phục vụ trong quân đội Mỹ hay không? Thì không có thì mình nói không, nếu có thì mình nói có. Vậy thôi. Tiếp tục, ở cái mục số 5 là mục này quan trọng lắm nha, thưa quý ông bà và anh chị em. Mục này á, họ nói rằng mình sẽ phải count cái household size của mình để họ biết, họ tính cái income của mình cho nó đúng nha. Có nhiều quý ông bà và anh chị em gặp trục trặc ở trong cái giai đoạn này là tại vì không có biết là phải điền cái gì vào đây nha. Ở trong trường hợp này thì mình bảo lãnh cho cái bà Nguyễn Thị B là ví dụ tùy theo cái trường hợp, là ví dụ bà Nguyễn Thị B đó bả là vợ của mình và cái thằng Nguyễn Văn Tý đó là con riêng của vợ, ví dụ như vậy. Thì cái số 2 này đó là cái chỗ mà mình đã đếm được bả với thằng Nguyễn Văn Tý rồi, bà Nguyễn Thị B với là Nguyễn Văn Tý. Tại vì ở đây họ là kêu là cung cấp cái số mà đã gõ vào trong cái mục số 3, item số 29. Lên tìm lại nha. Mục số 3, item số 29 là số 2 là mình đã đếm cái bà Nguyễn Thị B và cái thằng Nguyễn Văn Tý này rồi ha. Thì mình đã đếm rồi thì tự động
cái đơn này họ sẽ điền số 2 ở đây luôn cho mình luôn, chứ mình không cần phải điền nữa nha. Rồi tiếp tục, họ hỏi là the persons not sponsored in this affidavit, là những cái người nào mà không có được bảo trợ ở trong cái đơn bảo trợ tài chính này nha. Trong cái đơn này thôi, là người nào không được bảo trợ thì bản thân mình là yourself, làm sugi số 1 là mình không có được bảo trợ. Thứ hai, nếu mà mình đã kết hôn thì gánh số 1 vào chỗ này. Cái chỗ này rất là nhiều người lầm, có nghĩa là cứ nghĩ là mình đang bảo lãnh cho vợ, là mình đã kết hôn thì mình điền số 1 cho vợ ở đây, nhưng mà không phải. Tại vì vợ mình đang được bảo lãnh và đang được bảo trợ tài chính, và con số đếm vợ đã nằm ở đây rồi, cho nên cái chỗ này mình để trống, mình không có điền vô nha. Cái này chỉ điền những người nào không được bảo trợ đối với cái mẫu đơn này mà thôi, còn cái người nào đã được bảo trợ thì đã được ghi trên đây rồi nha. Cho nên cái chỗ này cho dù bảo lãnh vợ thì mình vẫn để trống, mình không có ghi vào đây. Nếu mà mình có vợ trước, mình đang nuôi con, mà khi mà ly dị xong thì tòa giao con cho mình nuôi, và mình có con thì bao nhiêu đứa thì mình điền ở đây, nếu không có thì mình để trống nha. Nếu mà mình không có nuôi con nhưng mình có cha mẹ nằm chung với hồ sơ thuế và mình đang nuôi cha mẹ mình thì mình điền cái số đây. Ví dụ còn cha mẹ hết thì ghi 2, còn nếu mà còn một cha hoặc là chỉ còn mẹ thôi thì điền số 1 ở đây, còn nếu không có thì mình có thể để trống. Câu hỏi số 6 là câu hỏi quan trọng. Nếu mà mình đã bảo trợ tài chính cho cái người nào đó bằng cái form 864 hoặc là 864EZ thì mình sẽ điền ở đây. Rất là nhiều người quên cái chuyện này đó, quên cái chuyện này, cho nên là mặc dù là điền cái đơn bảo trợ tài chính, cái thu nhập mình vẫn đủ để bảo lãnh, nhưng mà tại sao mà khi mà nộp lên cho NBC đó, họ trả về họ nói rằng income mình không có đủ, là tại vì trước đó mình đã đứng bảo trợ tài chính cho một ai đó rồi nhưng mà mình không có nhớ, và người đó vẫn còn là mang thẻ xanh, hoặc là người đó chuẩn bị đi Mỹ hay là cái gì đó mình đã bảo trợ rồi mà mình quên ghi vào đây, thì khi mình nộp đơn thì sở di trú NBC họ sẽ run cái social security của mình lên và họ biết là mình đang có bảo trợ, thì cho nên là họ nói là cái income mình không đủ. Cho nên cái chỗ này quý bà và anh chị em lưu ý rằng nếu có đang bảo trợ cho ai nữa thì ghi vào đây. Ví dụ mình đang bảo lãnh cho bà vợ và mình đang bảo lãnh cho thêm một cha mẹ nữa thì mình ghi cái của cha mẹ vào đây, bao nhiêu hồ sơ thì bảo lãnh bao nhiêu người thì ghi vào đây. Mà có nghĩa là đến cái giai đoạn mà làm 6 bước và bảo trợ tài chính rồi nha, chứ mới nộp hồ sơ thì không cần ghi, nhưng mà đã đến cái giai đoạn mà nào bảo trợ tài chính rồi thì mình ghi vào đây nha. Còn nếu không có thì mình có thể để trống, mình không ghi, tại vì khi mình ghi ví dụ số 1 ở đây cái là đó, họ sẽ cộng ở dưới đây cái size của mình thành số 4, cho nên là mình không ghi thì họ sẽ không cộng nha. Có nghĩa là cái household size của bạn sẽ là 3 người, là trong gia đình bạn có 3 người, là một mình bạn đứng bạn bảo trợ tài chính cho 2 người là vợ và con riêng của vợ là bà Nguyễn Thị B và thằng cu Nguyễn Văn Tý nha. Đó là 3 người, trong gia đình có 3 người. Vậy thì cái 3 người này á thì họ xét income như thế nào? 3 người thì mình cần income bao nhiêu thì gọi là đủ? Thì sở di trú và nhập tịch họ có ban hành ra cái form, đó là cái 864P. Ai 864P. Đây. Ban hành cái I-864P là dành cho 48 tiểu bang còn lại, loại trừ Alaska với Hawaii nha. 48 tiểu bang còn lại nó có hai cột, một cột là 100% nha, là dành cho những người đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, còn những trường hợp còn lại là 125%. Thì đối với trường hợp có 3 người thì income của mình phải là $27,150 một năm cho có thu nhập thì mới đủ income bảo trợ cho 3 người, là tính luôn cả mình và 2 người bên Việt Nam đi qua là 3 người nha. Chúng ta quay trở lại cái đơn nè, 3 người này. Thì bây giờ tiếp tục ở cái phần số 6 họ nói rằng cái employment là cái công việc của mình đang làm và cái thu nhập của mình nha. Nếu quý vị đang đi làm ở trong hãng xưởng thì mình bấm vào ô số 1, mình ghi ra mình làm cái gì đó, ví dụ technician ha, mình làm ở đâu đó, cái employer tên của mình là ví dụ Boeing, ví dụ company, ví dụ thế. Còn nếu như trường hợp mình không có đi làm mà mình làm nail thì mình không check vào đây mà mình check vào self employed, làm nail mà, thì mình nail technician.
Action là mình làm nail thì mình check vào đây nha. Nhưng mà trong trường hợp này thì thôi đơn giản thôi, cho nên lấy ví dụ là mình làm technician cho Boeing đi nha. Ví dụ vậy nha. Thì sau khi khai xong cái chỗ đó thì họ sẽ có một số năm là mình nào nghỉ hưu rồi thì mình click vào đây và ghi cái ngày nghỉ hưu vào đây. Nếu mình thất nghiệp thì mình click vào đây, mình ghi là mình thất nghiệp ngày nào. Một số 7 là cái current individual annual income, là cái thu nhập của mình vào một năm. Con số này là con số được ghi trên cái form W2 của mỗi người. Quý vị có thể mở cái W2 của mình ra để mà mình điền cái thu nhập mỗi một năm của mình ở đây. Trên lấy ví dụ một năm ở trong cái trường hợp này, ví dụ là 32.500 thì mình ghi 32.500 nha. Bởi vì mình chỉ có một mình thôi, mình chỉ trong cái hồ sơ thuế, mình không có ai hết và không có ai đứng chung với mình để bảo trợ cho cái bà Nguyễn Thị B và cái thằng Nguyễn Văn Tý này. Cho nên cái chỗ này mình để trống person 1, person 2, person 3 thì mình để trống. Là bởi vì ở đây họ hỏi là cái thu nhập để mình dùng để cộng chung với cái thành viên trong gia đình của mình là những cái người nào, nếu mình liệt kê ở đây thì mình sẽ phải điền cái form I-864A nha, nha quý vị nha. Còn nếu mà mình không có ai ở đây hết thì mình không có cần làm cái đơn I-864A nha. Tiếp tục mình kéo xuống đây. Phần số 6 tiếp tục. Trong cái ô phần số 20 thì tự động họ sẽ copy cái phần income của mình đi vào đây để mà họ ghi vào cái phần mà cái thu nhập hàng năm của mình là bao nhiêu đó, họ cộng lại hết thì họ ghi cái thu nhập của mình vô đây. Cái mục số 21 họ nói rằng những cái người mà được liệt kê trong mục số 8, mục 11, mục 14 và mục 17 là cái mục này nè. Số 8, mục 11, mục 14 và mục 17 ha. Sẽ điền cái form 864A nha, cùng với cái mẫu đơn 864 này thì mới có giá trị nha. Còn những cái mục số 22 họ nói rằng những cái người nào được ghi tên ở những cái ô này không có điền ha, không cần điền cái form 864A là bởi vì là những cái người đó họ cũng là cái immigrant đang đi theo nha. Đang là cái người immigrant và không có cái người phụ thuộc thì không cần điền. Nhưng mà trong trường hợp này mình không có điền ai cho nên mình không có check nha. Rồi tới cái mục mà Federal Income Tax Return Information. Trong cái mục số 23A họ nói rằng á, bạn đã có khai thuế cho mỗi năm trong 3 năm gần nhất hay không. Nếu mà quý vị nào mà có khai thuế thì mình trả lời là có nha. Còn nếu không khai thuế thì mình trả lời là không. Hoặc nếu trong 3 năm mình chỉ khai 1 năm thôi thì mình cũng trả lời là không nha. Mục số 23B á, thì ở đây họ có ghi một cái notice, một cái note trước khi mà tới mục 23B thì họ kêu là mình phải đính kèm cái copy hoặc là cái transcript của cái tax return của cái năm gần nhất. Họ không có yêu cầu mình phải nộp luôn 3 năm nha. Johnny thấy là rất là nhiều văn phòng dịch vụ hoặc là các bạn truyền tay nhau bằng cách này cách khác bảo là mình phải nộp 3 năm thuế. Không, không có. Mình chỉ nộp cho họ một cái năm gần nhất mà thôi nha. Còn hai cái năm còn lại nếu mà mình thích thì mình nộp, mình không thích thì mình không nộp. Tại vì một số 23B họ có nói đây là optional, là tùy chọn, mình thích thì mình làm, mình không thích thì mình không làm nha. Họ hỏi là mình có nộp cái thuế của năm thứ 2 và thứ 3 luôn không thì mình không có check vô, thì có nghĩa là mình không nộp. Tuy nhiên họ không bắt mình nộp, nhưng họ vẫn hỏi mình là cái con số adjusted gross income của 3 năm thuế gần nhất của mình là bao nhiêu. Thì hiện tại là năm 2020 thì mình cần nộp cái form thuế của 2017 nè, rồi 2018 và 2019. Đó, 17, 18 và 19. Thì 2017 quý vị mở cái hồ sơ thuế của quý vị ra, quý vị tìm cái dòng chữ là adjusted gross income, quý vị tìm cái dòng chữ nó đi ghi như vậy đó, thì quý vị điền vào đây. Ví dụ 2017 mình làm 25.000 nha, 2018 mình làm 26.000, 2019 vừa rồi mình khai thuế mình làm 32.500. Ví dụ như vậy thì mình điền hết vào đây
nha. Rồi sau khi mình điền xong xuôi rồi, ở đây một số 25 họ nói là mình không có khai thuế bởi vì là sở thuế cho mình miễn cái gì đó, thì mình không có được miễn, thì mình không có check vào đây nha. Ở đây ở cái mục số 7 có nghĩa là mình dùng cái tài sản của mình để chứng minh thu nhập nha. Ở đây họ ghi là optional ha, có nghĩa là cái thu nhập của mình. Cái chỗ này ghi cũng được, không ghi cũng không sao, họ không có bắt buộc. Nếu như mình thấy là mình không đủ tiêu chuẩn, là không có vượt qua cái mức tiêu chuẩn họ đưa ra, thì mình phải điền cái này. Còn nếu không thì mình không cần điền. Thì nếu mà mình không có đủ thì mình cũng không cần điền, nó optional thì có thích thì điền. Ở đây họ nói nếu cái thu nhập của mình hoặc là cái total income của mình, cái là cái tổng cộng cái income của mình và những người trong gia đình, ở cái mục số 6 đây, phần số 6 mục số 20 đây là cái chỗ này đây, mà hoặc là hoặc nha, có nghĩa là một trong hai, chỉ cần một trong hai đủ là được. Thì hoặc là từ 24A đến 24C, 24A tới 24C mà vượt quá cái federal poverty guidelines á, là cái chỗ mà hồi nãy trên show cho quý vị đó, là cái chỗ này nè, cao hơn cái chỗ này thì mình không cần phải điền cái này để mình chứng minh. Thì thông thường là 32.500 là đã đủ rồi, cho nên chúng ta không có cần phải điền thêm nữa, cho nên chúng ta vượt qua những cái chỗ này luôn nha, vượt qua những cái chỗ này luôn, chúng ta không có coi tới nữa nha, vượt qua luôn. Ở đây tới cái mục phần số 8 này đó thì hơi quan trọng chút, cho nên muốn giải thích một chút là khi nào thì cái đơn 864 này nó hết giá trị. À, khi nào nó hết giá trị? À, thứ nhất á, nó sẽ hết giá trị bảo trợ tài chính khi cái người mà được bảo trợ này trở thành công dân Mỹ, thì chúng ta hết nhiệm vụ để bảo trợ tài chính cho họ. Cái vấn đề thứ hai là cái người được bảo trợ này đã có công ăn việc làm hoặc là đã làm đủ 40 quarter of credit, có nghĩa là làm đủ 10 năm rồi, 1 năm thì làm 4 credit, 40 credit là 10 năm, thì đã làm đủ 10 năm rồi thì chúng ta sẽ hết giá trị. Hoặc là không có là thường trú nhân nữa, có nghĩa là bị trục xuất hoặc là về Việt Nam bỏ luôn, có nghĩa là mình không có sống ở Mỹ nữa, thì mình không còn nhiệm vụ để bảo trợ cho họ nữa. Tiếp theo nữa là mình bị trục, cái người được bảo lãnh bị trục xuất hay là bị cái gì đó, thì chúng ta không có cần phải bảo trợ tài chính cho họ nữa. Và cuối cùng là họ chết, cái người đang được mình bảo trợ và họ chết, thì mình không còn cái trách nhiệm để bảo trợ tài chính cho họ nữa. Và họ sợ NVC, họ có ghi một cái nốt ở đây, họ ghi rằng ly hôn không được xem xét là sẽ hủy cái đơn này, có nghĩa là mặc dù là mình đã ly hôn với cái người vợ này, ví dụ cái người ông Nguyễn Văn Hùng này ly hôn với bà Nguyễn Thị B này rồi, nhưng mà vẫn còn phải có trách nhiệm bảo trợ tài chính cho bà, tại vì cái ly hôn nó không có không được terminate divorce of, không được xem xét để mà ta dừng cái thỏa thuận về vấn đề bảo trợ tài chính này. Cho nên muốn nói để cho quý ông bà và chị em hiểu được một chút nha. Rồi cái statement là ok, mình khai báo ở đây, các một lúc nào mình cũng phải check trong cái ô 1A hết, là mình có thể đọc và hiểu tiếng Anh các thứ. Rồi mình sẽ ghi cái số điện thoại của mình ở đây, ví dụ là đó, mình ghi số điện thoại của mình ở đây nha. Nếu mình có email thì mình điền email của mình ở đây, ví dụ là nguyenvanhunga@gmail.com, ví dụ vậy nha. Sau khi mình ghi email của mình ở đó rồi, mình cứ việc điền cái ngày vô đây, là hôm nay là tháng 5 ngày 14 năm 2020, mình chỉ việc điền vô đây, sau đó mình chỉ in cái đơn này ra nha, rồi sau đó ký sống bằng cây bút, sau đó mình scan ngược lại để mình upload lên cho NVC. Johnny có làm một cái video clip để mà hướng dẫn cho quý bà và chị em upload lên, thực hiện 6 bước với NVC. Thì sau cái video này, Johnny sẽ có cái video để hướng dẫn cho quý bà và chị em làm cái chuyện đó
nha. Bây giờ thì cái video của này Johnny chỉ hướng dẫn cho quý ông bà và anh chị em điền cái đơn bảo trợ tài chính làm sao để mà cho hợp lý mà thôi nha. Rồi tất cả mọi cái sự hướng dẫn nó nằm ở trong video này. Quý ông bà và anh chị em cứ chịu khó coi tới đâu mình điền tới đó, cùng Johnny điền thông tin. Nếu có bất cứ câu hỏi nào mà không biết, cứ mạnh dạn comment ở dưới nha, comment ở dưới Johnny sẽ đọc được, hoặc là ban biên tập sẽ đọc được và sẽ gửi câu hỏi đó cho John, John sẽ trả lời, hoặc là gửi email cho chương trình kaimediaus@gmail.com, Johnny sẽ trả lời email và hướng dẫn cho quý ông bà và chị em. Nếu như quý ông bà và anh chị em có chỗ nào chúng ta không hiểu cái mẫu đơn này nha quý ông bà và anh chị em nha. Rồi bây giờ chúng ta đã hoàn tất cái mẫu đơn Y864. Bây giờ mình coi sơ qua cái mẫu đơn Y864A đi. Nè, nó làm sao ha? Mình dòm dòm qua nó một chút nha. Cái Y864A. Y864A có nghĩa là chúng ta những cái người nào đứng chung với hồ sơ thuế của mình nè, ở chung nhà nè, ví dụ như là mình không đủ tài chính bảo lãnh vợ thì mình nhờ ba bảo lãnh, nhờ ba đứng ra bảo trợ tài chính, thì mình nhờ cần ba phải điền cái 864A này để mà cộng chung income của ba của bạn vào để mà để mình bảo trợ tài chính. Thì bây giờ ở đây họ cũng vậy thôi, họ hỏi full name, ví dụ bạn là Nguyễn Văn Hùng thì bây giờ ba của bạn là Nguyễn Văn Anh, ví dụ Nguyễn Văn Anh Hùng ha, hai người tên Anh Hùng nha. Mailing address thì là Anh Văn Nguyễn, mình cứ điền như vậy. Tên của cái người nào là cái người mà cộng chung income với mình thì mình điền tên họ ở đây nha. Địa chỉ, cùng địa chỉ với bạn như vậy. Nha, 9511 ví dụ thế ha. Đó, thì địa chỉ cũng câu hỏi giống y vậy luôn. Cùng là địa chỉ ở sao thì ghi gửi địa chỉ đó. Ví dụ ba bạn sinh ngày 10 tháng 10 năm 1957 ví dụ thế. Nha. Không, 50 đi. Ví dụ thế. Nơi sinh là Sài Gòn, tại sinh trước 75 thì là Sài Gòn. Sài Gòn luôn. Nha. Việt Nam, ví dụ vậy. Số social. Đó. Số social. Đó thì cái người nào mà đứng chung cái hồ sơ cùng là ở chung nhà với bạn và cộng chung income với cái hồ sơ 864 của bạn thì mình sẽ dùng cái đơn 864A này để mình điền ha. Ở đây ở cái mục số 2 nè, your household member relationship là đang hỏi ba của bạn đó, cái này your đó ha. Đang hỏi nè. Thì bây giờ nè, ba của bạn sẽ trả lời là gì đây? Tôi là ha, là người chuẩn bị dự tính, người chuẩn bị đi định cư, và cũng là cái người bảo trợ tài chính, là vợ người bảo trợ tài chính luôn, không phải tại ba của bạn mà ha. Thì bây giờ một b họ nói là tôi là cái người chuẩn bị đi đến định cư, nhưng mà tôi là thành viên của cái người trong gia đình của cái người bảo trợ. Không phải, tại ba của bạn là định cư ở Mỹ, đi làm ở Mỹ rồi, thì không phải là cái người chuẩn bị đi định cư, intending immigrant, không phải ha. Tiếp tục câu 1C họ nói là tôi không phải là cái người mà chuẩn bị đi định cư, tôi là cái thành viên trong gia đình của cái người bảo trợ tài chính. À, cái này đúng nha, tại vì ba của bạn nha. Thì tôi có mối quan hệ với người bảo trợ tài chính là parent. À, ba của bạn thì đánh ở đây parent. Nếu như là con cái của bạn lớn rồi, có đi làm rồi, đã có thể sử dụng income của nó để cùng bạn bảo lãnh cho mẹ kế của nó, thì có thể dùng son or daughter, thì tùy mình, hoặc là anh chị em cho gia đình. Nếu có thể cùng cộng chung income với bạn để bảo lãnh cho vợ bạn thì chọn brother or sister ha. Ở đây trong trường hợp này như Johnny nói thì ba thì chọn là parent nha. Rồi bây giờ ba của bạn có đi làm không? Có đi làm, có, thì ghi vào đây có đi làm, là ví dụ cũng là technician luôn nha. Technician đang làm ở đâu? Đang làm ở hãng ví dụ làm ở hãng medical đi, medical làm ở ICU ví dụ vậy, ICU là bệnh viện ví dụ thế ha. Rồi cái thu nhập
hàng năm của ba bạn là nhiêu. Ví dụ thu nhập hàng năm của ba bạn là 29.000 đó, thì mình ghi vô đây ha. Rồi cái ba bạn đó có khai cái Federal Income Tax Return không? Có nè, tax return trong vòng 3 năm gần nhất không? Có thì ghi có. Thì giờ mình ghi tiếp tục nè, năm 2017 nè, 2018, 2019 income nhiêu, bây giờ 17 mình ghi ví dụ là 21.000 đó, 2018 là 23.000, 19 là 29.000, ví dụ vậy. Rồi đó, còn cái asset này đó là như đó là dùng tài sản để chứng minh tài chính thì không cần, tại vì mình đã đủ income để mình bảo trợ nó, mà 19 là 29.000 rồi thì mình không cần nữa nha. Rồi ở cái mục số 5 nha, là chính là bạn nè, the sponsor là bạn. Chừng nào ghi là sponsor household member mới là ba của bạn, là cái người đứng hai cái đơn này nha. Bây giờ là the sponsor là bạn nè, là Hùng Văn Nguyễn nè, đó là điền cái tên của bạn ở đây. Và nha, rồi mình bảo trợ cho bao nhiêu người? Hồi nãy bên kia là bà Nguyễn Thị B và thằng Nguyễn Văn Tý, đúng không, là hai người, thì mình ghi số 2 ở đây đó. Đó, tên Nguyễn Văn Hùng và hai người nha, điền ở đây nha, tại vì hai người. Rồi ở đây intended immigrant number 1 thì bà Nguyễn Thị B, Nguyễn B Thị, ngày tháng năm sinh của bà là bao nhiêu quên rồi, thôi ghi đại đi, 1 tháng 1 năm 1973 nhớ năm sinh nè. Đó rồi, cái chỗ này mình để trống là tại vì hả, là bà không có một cái gì hết, là không có cái A number, cũng không có cái social security, thì là mình để trống đó. Sau khi mình điền tên bả và ngày tháng năm sinh rồi thì tiếp tục cái intended immigrant number 2, có nghĩa là cái tên của Nguyễn Văn Tý hồi nãy đó, Nguyễn Tý không, Văn, ngày tháng năm sinh là cũng quên rồi, 1 tháng 1 năm 1998 đó. Mình điền hai người như vậy là xong, tại vì chỉ có hai người thôi ha. Còn người số 3, số 4, số 5 mình để trống, tại vì chỉ có hai người thôi ha. Rồi sponsor statement là bạn đó, hỏi bạn đó là Nguyễn Văn Hùng đó. Click vào đây là đang có đọc thuộc hiểu tiếng Anh các thứ, đủ thứ hết. Rồi ở chỗ này á, sponsor contact information là bạn chỉ cần điền số điện thoại rồi email của bạn vào đây nha. Rồi chữ ký của bạn ở đây, hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2020. Bạn chỉ việc ký tên vào đây là xong. Rồi tiếp tục ở dưới phần của bạn nữa, ở đây ở mục số 6 là your household member, là cái ba của bạn đó, là cái người đang đứng khai cái đơn I-864A này nè. Thì bây giờ ở đây á, bạn điền cái tên của ba bạn vô đây. Nãy là ba bạn Nguyễn Văn Anh phải không? Anh, Văn, Nguyễn. Rồi đó, thì bảo trợ tài chính cho bao nhiêu người đi qua đây thì điền số 2. Sau khi điền số 2 xong xuôi, mình kéo xuống đây, lại tiếp tục ba của bạn khai là ồ, tôi có đọc và hiểu tiếng Anh. Lúc nào cũng phải điền vô đây hết trơn á, không có thể nào chỗ nào khác được đâu. Mặc dù cho dù không hiểu thì mình cũng đánh vô là mình hiểu, là tại vì mình điền thì điền cho đúng rồi, đâu có sao đâu. Rồi ở dưới đây là contact information, số điện thoại nè, rồi email address các thứ, vậy thôi. Rồi ở chỗ này là signature, signature thì điền tên vào đây, Anh, Văn, Nguyễn là ba của bạn đó. Cái ngày hôm nay là ngày 14 tây tháng 5 năm 2020 thì cứ việc. Rồi xong, in cái đơn này ra, ký hai chỗ, một cái là 131A là chữ ký của bạn là Nguyễn Văn Hùng. Rồi ở cái 16B này là cái chữ ký của ba bạn là người đứng khai cái đơn I-864A này, ký vào đây, hai người phải cùng ký vào đây hết thì mới cái đơn này mới có giá trị. Sau khi ký xong xuôi rồi thì scan và nộp lên cho NBC, thế là xong nha. Hai cái mẫu đơn này thực ra nó rất là đơn giản, chúng ta cứ chú ý một chút, đọc từng chút một là chúng ta có thể khai được cái đơn này rồi đó. Bây giờ quý bà và anh chị em cứ tiếp tục coi nha, coi lại những cái chỗ này cùng với John, khai từng bước tới đâu coi tới đó khai vô nha. Nếu như
Có cái gì thắc mắc cứ comment ở dưới video này ha, Johnny sẽ trả lời cho quý bà và anh chị em. Hoặc nếu là có những cái câu hỏi dài quá và không có thể nào comment hỏi được thì viết mail đi kaimediaus@gmail.com, viết mail cho John. John sẽ trả lời và hướng dẫn cho quý bà và anh chị em để mà hoàn tất cái mẫu đơn này một cách chính xác nhé. Rồi Johnny chúc cho quý bà và anh chị em mau sớm hoàn tất hồ sơ và sớm đoàn tụ cùng với gia đình của mình. Kính chào và hẹn gặp lại quý bà và anh chị em trong những video tiếp theo.